Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 36 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Chiều nay 30 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp các tổ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tổ đại biểu số 4 do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm tổ trưởng, đã thảo luận các vấn đề đẩy mạnh giải pháp kích cầu du lịch, xây dựng kịch bản thu ngân sách 6 tháng cuối năm trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều phức tạp. Cho ý kiến về đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa bệnh viện Bà Rịa cũ và bệnh viện Lê Lợi hiện nay khi bệnh viện này chuyển về cơ sở mới. Các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Hiện trên địa bàn tỉnh có 500 cơ sở tôn giáo chưa có giấy phép. Nhiều cơ sở tôn giáo có hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ lang thang cơ nhỡ, trong điều kiện không đảm bảo về cơ sở vật chất. Các đại biểu đề nghị cần tăng cường giải pháp quản lý nhà nước nhằm đảm bảo an toàn cho số lượng trẻ đang sinh sống tại các cơ sở tôn giáo. Tham gia đóng góp ý kiến cho hai tổ thảo luận do ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa chủ trì. Các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả mà tỉnh đã đạt được trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Dù 6 tháng đầu năm, tỉnh bị tác động không nhỏ bởi dịch COVID-19. Các đại biểu cho rằng, để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, các sở ngành địa phương phải thúc đẩy nhanh chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của dân, giám sát việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các đại biểu cũng đề nghị các sở ngành liên quan có giải pháp xử lý nghiêm một số vấn đề nổi cộm về tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động băng nhóm, tình trạng quảng cáo rác làm ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị, tình hình quá tải và mất an toàn trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ. Tổ đại biểu số 3 do Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổ trưởng, đã thảo luận đóng góp các ý kiến để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, sự cần thiết phải di dời các cơ sở chế biến vào cụm công nghiệp và có sự phân công các đơn vị quản lý, chủ quản, rà soát nắm bắt tình hình trong các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, để một mặt hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, mặt khác nắm bắt các tình hình các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể, phá sản. Tháo gỡ khó khăn trong xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục và lĩnh vực thể dục thể thao, đấu tranh với tệ nạn xã hội, quan tâm đến đối tượng thanh thiếu niên cũng cần được chú trọng hơn ở 6 tháng cuối năm.